Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng vì đeo huy hiệu lạ ở show. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, bị phạt sau khi đeo huy hiệu lạ biểu diễn ở show Ngày Em Thấp Sao Trời, Đàm Vĩnh Hưng Live Concert 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 5, biểu diễn các tiết mục biển tình, người đi ngoài phố, nếu đời không có anh, huyền thoại một chiều mưa. Ca sĩ mặc trang phục thiết kế riêng, trên ngực áo gắn hình ảnh huy hiệu. Sau chương trình, nhiều khán giả có ý kiến rằng các huy hiệu trên áo ca sĩ mô phỏng biệt công bội tinh, một loại huy chương của chế độ cũ trước năm 1975. Theo quy định xử phạt do bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 10 tháng 7, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có hành vi vi phạm hành chính, biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Ngày 12 tháng 6, Hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh kết luận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sử dụng trang phục gắn phụ kiện không phù hợp để biểu diễn trước khán giả. Ở buổi họp thường kỳ ngày 23 tháng 5, đại diện Sở Văn hóa Thể thao nhận định bộ trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam, dễ làm liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị, gây phản cảm và đã tạo nên dư luận xấu, nhất là trong dịp cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại. Ngoài tiền phạt, ca sĩ Đàm bị xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng theo quy định ở điểm B, khoản 9, điều 11, Nghị định số 38/2021 của Chính phủ. Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung áp dụng kể từ ngày ca sĩ nhận được quyết định. Ông Huỳnh Minh Hưng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn ông Huỳnh Minh Hưng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, quyết định nêu.